Chào cả nhà trên khắp mọi miền. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cuốn video cực ngắn về những chú chó rất dễ thương. Hai chú chó này chưa gặp nhau bao giờ. Ngày đầu tiên chúng gặp, chúng làm như là bạn bè thân thiết từ bao nhiêu kiếp vậy. Đây, mời các bạn cùng coi chúng khi mới gặp nhau nhé.